Drop it. Sản phẩm 500 đất hiếm có kích thước là 10x10, dày 2mm, mẫu 500 hình vuông dẹp, có độ dày mỏng 2mm, rất thích hợp sử dụng cho chúng ta để sử dụng để làm hộp, làm lắp hộp, lắp hộp túi đựng, sản xuất túi da hay là các bao bì. Khi chúng ta muốn sử dụng những cái viên nam châm để giúp chúng ta đóng nắp hộp lại bằng nam châm. Đây là một viên nam châm rất hiếm, có kích thước là 10x10x20mm. Chúng ta cùng thử một chút vào cái lực hút của viên nam châm này. Nam châm này tuy nhỏ nhưng mà lực hút của nó rất là mạnh các bạn nhé. Chúng ta có thể sử dụng để làm bao bì, túi da, những sản phẩm được sử dụng trong ngành rất là nhiều các bạn nhé. Đây là một hộp của nam châm có kích thước là 10x10x2. Các bạn quan tâm đến sản phẩm nam châm, vui lòng liên hệ qua số hotline là 0912 336 483. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá các bạn nhé. Sản phẩm hiện tại chúng tôi có sẵn, số lượng lớn, quý khách thì vui lòng liên hệ.